Cái gì đây? Ui. Hả? Ui. Ui trời. Ui. Cái gì đây? Tàn rộng ra đi, tàn rộng ra tìm đi. Ui, cái gì ấy? Nhanh nhanh. Ui ôi trời. Ui ôi. Ui ôi. Gì ấy? Ui ôi. Bên này mẹ. Gì? Bên này mẹ. Không. Bên đấy chưa? Đâu? Bên này. Bên này. Bên này. Bên này. Ui ôi. Ui ôi. Có khả năng là cái vết trườn nó có sẵn rồi. Ấy nó vừa nó trườn khu này đây. Nha. Ừ. Anh Quy không chịu ra từ ngoài chưa, ầm 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 chứ. Ai nó xiết tay em. Tại đâu chú Tài với các chú ở đâu hết rồi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ui giời, mẹ đằng kia cứ nghe quá ở tầng này. Làm sao ấy? Chết tay á? Ui giời. Mẹ thằng nào cứ đấy nghe quá luôn. Cứ gào mầm ấy. Nó to phải bằng người chú ấy. Chân béo to bằng người sao? Có phải rơi phải tầm phải hơn tạ, phải hai tạ. Hai tạ hả? Nó căng tới hiểu chỗ này ai? Rồi trong này á? Vâng. Đâu rồi? Vừa nó trong này. Ôi giời ơi. Mắc. Mắc răng lần thứ sau anh ạ. Mắc một cái đây. Kìa cứ nghe xong nó kêu. Mẹ. Cẩn thận đấy em ơi. Lấy que sụp xem nào. Toàn như này. To. Hai tạ hơn hai tạ đấy. Ôi giời. Ôi cái đuôi chưa nào nào. Màu vàng vàng nhỉ. Thế tuyệt vời luôn. Anh Chuyên mà đến muộn tí nữa chắc em nó đang quấn con này thôi mà. Có thấy gì không anh?
Thế mà tao nó tắn mần mần mần. Đấy đấy, que. Mẹ mày cứ tò đấy nó lại ý ấy cho. Vâng. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Vâng. Thế thì gọi anh em đến, mẹ nhắc bao lần rồi. Đâu rồi? Anh em có, em mới có. Đâu đây có gì không anh? Chỗ này nó khá rộng đấy mọi người. Rộng lắm. Không, quay qua vừa mới xong mà, kéo nhanh nhé. Móc 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 hết cái khu bụi này, anh dự kiểm tra xem bên dưới em không? Mắc thì cũng chưa thấy gì nhỉ? Ở đây cái gì anh dự? Ở đây đây, mắc đây. Ui giời ơi, mẹ ơi. Vì ninh tinh mẹ cả. Thấy nó đang ngửi mùi ta. Ừ. Thấy nó đang ngửi mùi. Đây, đây. Như ở đây nhá. Tản ra anh ơi. Úi giời, tản ra tìm cái xung quanh nhá. Chứ đâu nó chạy ra đằng đấy. Chỗ này cái cỏ như nó quấn vào như ấy nhỉ anh nhỉ. Mắc. Thì vẹn đây trông cái vết nó bỏ đi. Đấy. Hả? Đây trông cái vết nó bỏ qua sao hả? Ở đấy Tuyên thấy không? Đâu rồi? Tuyên thấy không? Giời, cái lườn đây này nhỉ. Cái vết nó bỏ qua đây này chú ơi. Đây đây. Đây này này. Nhỉ? Vâng. Ui giời ơi. Tàn rộng ra đi, tàn rộng ra tìm đi. Ui, cái gì đấy? Nhanh nhanh. Ui ôi. Cái gì? Bên này mày. Gì? Bên này mày. Không. Bên đấy chưa? Đâu? Đâu? Bên đây. Ui ôi. Ui, có khả năng là cái vết trườn nó có sẵn. Ui, ấy nó vừa nó trườn cô nãy đây. Nha. Ui trời, cháu giống này người nó rồi. Đâu? Giống con người nó. Vâng đấy. Ui giời ơi. Đây đây, trong này này. Sao? Nó vừa chấm xong. Cứ bình tĩnh nhá mà không? Ừ. Tổ à thì thôi rồi luôn. Đây sao? Đây này. Ui đây. Đây đây. Đây em ơi. Đây mẹ nó ở giữa. Đây đây. Ây. Ôi trời. Trời ơi. Ôi. Làm mẹ đéo biết được. Chạy nhanh thế nhỉ. Cái đầu nó đâu nhỉ? Đâu. Ui sao ấy? Ui đây. Đây. Ôi đuôi. Như cái đầu ở đây thì sao ấy? Đuôi đây. Đây như cái đầu ở đây ấy. Ở chỗ này. À đây đây. Đây. Như nó còn tụt tao rồi. Đây này. Đuôi đây. Hai đuôi đây. Hình như cái đầu đây rồi. Mẹ tí nó rút. Mang cái đầu ấy. Ui cái lưỡi của nó. Đây này. Đấy. Ui. Ta một lần này. Ây giời. Ui thân của nó. Cái đầu luôn. Dạ chiến chứ. Nước quân đinh luôn. Ừ, ừ, thẻ thẻ to nhỉ. Ui giời. Vãi trưởng. Ê. Mẹ ơi. Ôi giời ơi. Ui giời. Cả thảo đớp mất máy quay thế. Mà mày. Thông kia kìa. Chưa bằng gì. Ui đây. Ui giời. Mất ủi này. Đó đớp. Rồi cái đầu đấy. Ra đây. Nhìn đớp kinh thật. Ui giời này. Trời ơi. Vạch hết đấy ra anh ơi. Vạch hết cỏ ra đi. Rồi. Ui giời ơi, nhìn nó phê này. Cẩn thận nó đưa đi. Đấy. Này. Nó quấn vào đâu rồi? Dạ. Nó quấn vào mày à? Quấn vào từ tay lên đến đấy cơ. Ôi giời. Em ở mày nó chơi đứt chiến. Ấy rồi đấy. Cẩn thận nó đang chỉ bị mổ anh. Đấy, người nó. Dã man này. Ui giời, nhìn nó đi này. Nó đi đến đâu bóng lên đấy này. Cái vết nó trườn đấy. Cái vết của nó này. Đây. Cái này. Ấy. Quá thử kiếp. Ui giời. Ui giời trượt. Mẹ. Nó trượt. Má cậu. Đây. Mày biết chạy đâu. Ui giời ơi. Ê mắc ơi. Mắc cẩn thận là nó đôi. Ui giời. Nhìn thôi. Há mồm. Nó há mồm. Nhìn thôi. Mắc. Ui giời. Mày giết nó mắc ơi. Mắc đây. Mắc. Kìa. Ui giời. Mẹ đuổi nó đây nhìn à. Nhìn nó đã. Tình cho vồn nó.
trời ơi. Này, nó nằm đây này. Đây này, vết rồi. Vết nó bò qua này. Vết nó bò qua. Đạn tin này. À. Nó đi đến đâu nó để lại cái vết ở đấy luôn mọi người nhá. Đây. Đâu cũng bóng luôn. Ê, kìa kìa. Có cong cong rồi đấy. Lớp anh giữ ấy. Đã mà khỏi to đấy. Cái vết này ở quá to luôn ấy. Dạ đấy. Dạ khả năng là bây giờ phải kéo ra chỗ toán thoáng mới bắt được. Dạ nó đang qua cái chỗ đớp bằng dữ ấy. Mọi người nhìn nó ác chiến chưa? Chặt luôn đi không cơ xuống cây luôn. Đúng rồi sầm chứ chắc. Nó thở này. Nó thở. Ây. Ây dạ. Ây dạ. Ui. Con này to đấy. Quá kinh khủng. Cháu bảo nó toàn người chú cơ mà. Ui trời, ác chiến luôn. Cái thân của nó này. Tổng 340 cơ mà. Ác chiến chưa. Ui trời ơi. Ác chiến. Nhìn quá khủng khiếp luôn. Ui đột. Cẩn thận anh đưa đâu. Ui à. Mắc. Ôi giời. Chiến binh, chiến binh. Ôi. Ui trời. Ấy. Nhìn đã. Quá khủng khiếp. Mắc kìa, mắc kìa. Ui giời. Con này quá ác luôn. Ui. Nhìn nó quê tôi rồi. Mẹ cái con này quá ghê. Gần tôi dặn. Thế tao mới bảo là to bằng với người. Này. Ui giời. Ui. Mắc. Bên này, cái dưới kia mà lại vòng cái trên này. Nó lượn nhanh thật. Cháu mà nó lượn đi mà nó để lại những cái vết quá kinh khủng nhỉ. Vâng. Này có này. Nhìn nó nằm. Ui giời ơi. Quá khủng khiếp. Xì, nghe nó xì mắc nhỉ. Mắc khủng. Nó xì quá kinh khủng anh nhỉ. Mùi nó kinh nhỉ. Giờ nó mới có chứ. Ok, mùi nó mắc đến quá kinh khủng luôn. Mắc. Đây. Bây giờ anh em mình bắt vẽ đi. Bắt đầu luôn đi. Ui trời ơi. Ai rồi, ok. Đấy đi. Ui à. Mẹ nó vặn. Nó vặn quá kinh khủng. Rồi, trời ơi. Ấy. Mẹ nó khỏe. Đưa, bỏ tay, em bỏ tay. Quần này nó mọc quấn con trâu anh nhỉ. Nát bét luôn. Ôi rồi. Hấp nhiệt cái đuôi kìa. Ui là cái hàm răng của nó đây. Nhìn hàm răng. Tiếp bê nó lại đớp mình ấy. Quá kinh khủng. Đây. Ôi giời. Há mồm mà đớp. Cái gì? Này. Đây nó ỉa cái thế à, này nó cơ mà. Nó ấy phần. Quá kinh khủng. Bây giờ nhỉ. Bây giờ đi. Đưa chạy lại nằm cái lấy túi đi. Lấy túi. Đấy. Bây giờ. Anh à. Giờ phải cho vào túi không khênh ra thôi chứ. Chúng mình ấy này không khênh đâu. Đấy mọi người nhá. Anh em mình sẽ kết thúc video rồi. Anh em mình cũng đã tìm được cái con chăn rất là khổng lồ, mọi người đã thấy. Ôi à, nhìn này. Woo! Nó vặn nó khỏe nhỉ. Khỏe lắm luôn. Quá khỏe luôn. Đấy thì anh em mình sẽ kết thúc video đây thôi. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm từ vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá.